Rất cảm ơn và xin kính chào quý vị đến với cập nhật mới nhất về những vấn đề nóng của thế giới trên kênh Toàn cảnh 24 giờ. Ngay sau đây là phần tin chi tiết. Adipka nằm ở vùng công nghiệp Donbass, cách thành phố Donetsk, thủ phủ tỉnh cùng tên, hiện do Nga kiểm soát 15 km về phía Bắc. Cả Nga và Ukraine đều coi thành phố này là chìa khóa cho mục tiêu của Nga nhằm đảm bảo quyền kiểm soát hoàn toàn hai tỉnh thuộc Donbass, Donetsk và Lugansk việc chiếm giữ được thành phố này có thể nâng cao nhuệ khí của người Nga và làm mất tinh thần của các lực lượng Ukraine. Kênh Sitrev vừa qua cho biết, sau những thành công gần đây, các nhóm xung kích của quân đội Nga đã tiến xa hơn tại Novogorodovka ở mặt trận phía bắc Adipka, vùng Pokrovsk. Trong khi đó, theo kênh Kalib Red Maps, lực lượng Moscow tiếp tục phát triển về phía nam, từ Petitche hướng tới cắt đường E-50 tiếp vận cho Mikhailovka. Chiến thuật độc đá của Nga ở vùng Adipka đang đạt được những thành công khi họ liên tục tổ chức những mũi thọc sâu xuống ngay sườn các khu vực định chiếm giữ và tạo nhanh vòng vây ba phía, chỉ chưa lại một hướng để đối phương tháo chạy. Và đúng vậy, nhóm binh sĩ Ukraine sợ bị bao vây cũng như mất tiếp viện, vũ khí, lương thực nên buộc phải rút lui. Qua đó, Nga đỡ tổn thất trong khi vẫn đạt được mục đích ở hết khu định cư này đến ngôi làng khác. Phóng viên chiến trường Lysitsyn của Nga cho biết, mặc dù không mấy sôi động, nhưng trên hướng Kupiansk, lực lượng Moscow âm thầm lấn rũi và các mũi xung kích của họ đã sắp tiến đến bờ sông Oskol. Cụ thể, tại khu vực Pestanoye, các chiến binh Nga từ phía Nam và phía Bắc đã mở rộng phạm vi kiểm soát. Phóng viên này dự đoán, do Ukraine thiếu lực lượng dự bị, quân đội Nga có thể sẽ tiếp cận được sông Oskol trong tháng này. Trong diễn biến có liên quan tới cuộc xung đột, tờ Washington Post dẫn các nguồn tin thân cận với chính quyền Mỹ cho hay, Washington không tin vào chiến lược của Ukraine ở Kursk và lo ngại về khả năng gia tăng căng thẳng với Moscow. Washington Post viết, chính quyền của Tổng thống Biden vẫn chưa nắm rõ được mục tiêu của Kiev trong chiến dịch tấn công sâu vào lãnh thổ Nga. Phó phát ngôn viên Lầu Năm Góc, Sarina Singh cho biết, Washington vẫn đang đánh giá xem cuộc tấn công của Kiev tại Kursk phù hợp như thế nào với các mục tiêu chiến lược trên chiến trường. Một nhà ngoại giao giấu tên nói với tờ Washington Post rằng Mỹ vẫn chưa chắc chắn liệu có nên giúp Kiev giữ và thậm chí có thể mở rộng vùng đất mà họ đang chiếm đóng hay không. Zvezda, kênh truyền hình nhà nước do Bộ Quốc phòng Nga quản lý, đã chia sẻ video các thủy thủ nước này ngồi đung đưa trên xích đu trong lúc điều khiển thiết bị bay không người lái, góc nhìn thứ nhất, drone FPV trên vùng biển thuộc Vịnh Phần Lan. Một xuồng không người lái USV của Nga xuất hiện trên mặt nước, giống loại khí tài được Ukraine thường xuyên sử dụng để tấn công hạm đội biển đen ở xung quanh khu vực bán đảo Crimea trong bình luận đăng trên telegram zvezda cho biết chuyển động lắc lư trên xích đu giúp các thủy thủ nga làm quen với sóng biển dường như nhằm thích nghi với hoàn cảnh phải điều khiển drone trên thuyền trong điều kiện thời tiết xấu theo zvezda drone đang rất được các thủy thủ nga quan tâm và vũ khí này có thể chống usv một cách hiệu quả xuồng không người lái cảm tử là mối đe dọa lớn với hải quân nga trong cuộc xung đột theo nghiên cứu trong cuộc xung đột nga ukraine đang diễn ra xuồng cảm tử không người lái của Ukraine đã tấn công 22 tàu chiến Nga và phá hủy 8 tàu, trong đó chỉ riêng USV Magura V5 đã tấn công 14 tàu. Magura V5 là xuồng không người lái do doanh nghiệp nhà nước Ukraine Space Export thiết kế và phát triển. Ngoài các cuộc tấn công cảm tử, nó còn có thể thực hiện các nhiệm vụ do thám và giám sát. USV này thường được lực lượng đặc biệt nhóm 13 thuộc Tổng cục Tình báo HUR của Ukraine sử dụng. Trong khi, Nga đã áp dụng nhiều cách để đối phó, bao gồm tăng cường tuần tra bằng chiến đấu cơ, bố trí tổ đội súng máy trên tàu và gia cố lớp phòng thủ ở bến cảng. Dù vậy, các phương án tốn nhiều công sức này, phần lớn vẫn chưa phát huy hiệu quả. Hồi tháng 5, video đăng trên mạng xã hội cho thấy thiết bị bay không người lái góc nhìn thứ nhất, drone FPV của Nga hạ độ cao, tăng tốc và lao vào mạng phải xuồng không người lái cảm tử USV Magura V5 do Ukraine chế tạo đây là lần đầu tiên xuất hiện hình ảnh Nga sử dụng drone mang thuốc nổ tập kích xuồng cảm tử của Ukraine. Tài khoản Taktikan gạch dưới 13 trên Telegram nhiều khả năng có liên hệ với hạm đội biển đen Hải quân Nga cho biết khi đăng video, bình sĩ si Nga có thể làm những thứ mà các huấn luyện viên nước ngoài của đối phương không thể học theo dù tiêu tốn rất nhiều tiền. Điều này sẽ tiếp diễn. Trong khi đó, Trung tướng Kirill Budanov, lãnh đạo Tổng cục Tình báo Quốc phòng Ukraine GUR nhận định đây có thể là một trong những chiếc USV Magura V của họ đã mất tích trên biển trong những cuộc tập kích trước đây và đã mất khả năng cơ động để né tránh đòn tập kích. Tướng Kirillo Budanov cũng tiết lộ một số xuồng không người lái Ukraine đã bị drone nga phá hủy trong những tháng gần đây nhưng không cho biết con số cụ thể. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron mới đây đã bắt đầu gặp gỡ lãnh đạo các đảng phái chính trị tại Pháp trong nỗ lực xây dựng một mặt trận cộng hòa cũng như lựa chọn một gương mặt mới cho vị trí Thủ tướng Pháp. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron đã khởi đầu tiến trình tham vấn chính trị bằng cuộc gặp với 12 gương mặt đại diện đến từ 4 đảng phái thuộc Liên minh Cánh tả, Mặt trận Bình dân mới, NFP, lực lượng chính trị về đầu sau cuộc bầu cử Quốc hội Pháp cách đây gần 2 tháng. Theo báo chí Pháp, trong cuộc gặp gỡ kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, Tổng thống Pháp Macron đã thừa nhận chiến thắng của Liên minh Cánh tả, nhưng cho rằng một chính phủ Cánh tả thiểu số sẽ khó trụ vững trong bối cảnh quốc hội Pháp bị chia rẽ khi không một đảng phái nào chiếm đa số và có khả năng tự quyết. Người đứng đầu nước Pháp khẳng định sẽ thay đổi chính phủ nhưng nhấn mạnh ưu tiên xây dựng một mặt trận cộng hòa chung để đảm bảo sự ổn định của thể chế trong việc thúc đẩy các vấn đề cấp bách sắp tới như thông qua dự luật ngân sách năm 2025, cải cách thuế, khẳng định vị trí và vai trò của Pháp trên trường quốc tế. Về phần mình, liên minh cánh tả mặt trận bình dân mới tiếp tục đề nghị Tổng thống Pháp Macron thực hiện ý kiến của người dân và trao quyền lập chính phủ mới cho cánh tả. Bà Lucy Cates, gương mặt được Liên minh cánh tả đề xuất cho vị trí thủ tướng mới, khẳng định sẵn sàng đàm phán thành lập một chính phủ mở rộng. Bí thư thứ nhất Đảng Xã hội Pháp Olivier Faure cho biết, Tổng thống Macron đã cam kết sẽ sớm chỉ định một thủ tướng mới sau khi kết thúc các cuộc tham vấn các lực lượng chính trị tại Pháp. Sau liên minh cánh tả, Tổng thống Pháp Macron đã gặp lãnh đạo các đảng trong liên minh trung hữu ủng hộ ông và là lực lượng lớn thứ hai tại quốc hội. Thủ tướng tạm quyền và cũng là lãnh đạo của liên minh trung hữu tại quốc hội, Gabriel Attal đề xuất một hiệp ước hành động chung có thể cân bằng ưu tiên của các đảng phái và vì lợi ích của người dân Pháp. Theo ông Gabriel Attal, liên minh trung hữu sẵn sàng từ bỏ vị trí thủ tướng hiện nay nhưng nhấn mạnh phản đối sự tham gia của các thành viên đảng cực tả, nước Pháp bất khuất trong chính phủ mới. Trong khi đó, nhóm các nghị sĩ Đảng Cộng hòa Pháp khẳng định sẽ trình kiến nghị bất tín nhiệm đối với chính phủ mới nếu có sự góp mặt của Đảng Cực Tả, nước Pháp bất khuất. Theo lịch trình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron sẽ tiếp tục có các cuộc tham vấn chính trị với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Thượng viện Pháp cũng như các đại diện các đảng phái khác như Đảng Cực Hữu, Tập hợp Quốc gia, Đảng Những Người Cộng Hòa cũng như nhóm các nghị sĩ tự do vào đầu tuần tới. Theo các nhà phân tích địa bàn, Nước Pháp sẽ chưa thể sớm có một thủ tướng mới khi lập trường của các đảng vẫn còn quá khác biệt. Mới đây, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Libya, ông Imad Chabensi cho biết các nhóm vũ trang và các tổ chức an ninh đã đạt được một thỏa thuận nhằm xoa dịu những căng thẳng nghiêm trọng tại thủ đô Tripoli trong vài tuần qua, đồng thời đảm bảo an toàn cho nhiều thể chế và cơ sở hạ tầng, bao gồm các sân bay, biên giới đất liền cũng như trụ sở các cơ quan chính phủ. Bộ trưởng Cha nêu rõ tất cả các nhóm vũ trang và tổ chức an ninh đều bày tỏ sẵn sàng thực hiện thỏa thuận. Ông cho biết, trong vòng 24 giờ, chúng tôi sẽ bảo vệ tất cả các tòa nhà chính phủ, bao gồm cả tòa nhà của Ngân hàng Trung ương Libya, BCL. Mỹ cảnh báo rằng cố gắng giải quyết bằng vũ lực sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với tính toàn vẹn của tổ chức quan trọng này và có thể ảnh hưởng đến vị thế của Libya trên thị trường tài chính quốc tế. Thống đốc BCL, ông Cedric nhậm chức từ năm 2012 đã phải đối mặt với nhiều chỉ trích về việc quản lý tài nguyên dầu mỏ và ngân sách nhà nước. Cách đây gần 2 tuần, hàng chục người, trong đó một số người có vũ trang, đã tụ tập trước trụ sở BCL với ý định ép thống đốc ngân hàng này từ chức. Giám đốc Bộ phận Công nghệ Thông tin của BCL đã bị một nhóm không rõ danh tính bắt cóc trong thời gian ngắn, khiến hoạt động của ngân hàng này tạm thời bị ngưng trệ. Hội đồng Tổng thống Libya đã thực hiện quyết định của Quốc hội nước này về việc bổ nhiệm ông Mohamed Ansukri làm tân thống đốc BCL, thay thế ông Sedik Ankabir. Liên Hợp Quốc vừa qua đã bày tỏ quan ngại về tình hình kinh tế và an ninh đang xấu đi nhanh chóng ở Libya, đồng thời lên án các động thái đơn phương làm gia tăng căng thẳng giữa các bên ở quốc gia Bắc Phi này. Phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, bà Stephanie Corey, quyền đại diện đặc biệt về các vấn đề chính trị tại Phái bộ Hỗ trợ Liên Hợp Quốc tại Libya, UNSMIL, nhấn mạnh trong hai tháng qua, tình hình ở Libya đã xấu đi nhanh chóng. Các hành động đơn phương của các nhân tố chính trị, quân sự và an ninh ở Libya đã làm gia tăng căng thẳng, gây sâu sắc thêm sự chia rẽ về thể chế và chính trị, cũng như làm phức tạp thêm các nỗ lực đàm phán về một giải pháp chính trị. Bà Khoury trích dẫn một số sự kiện kể từ đầu tháng 8 này như giao tranh giữa các nhóm vũ trang ở ngoại ô Tripoli cũng như các âm mưu nhằm vào thống đốc ngân hàng trung ương Libya bằng vũ lực. Theo bà, việc không có các cuộc đàm phán chính trị mới để thành lập một chính phủ thống nhất và tổ chức các cuộc bầu cử sẽ khiến bất ổn chính trị tài chính và an ninh ở Libya trở nên tồi tệ hơn, gây chia rẽ chính trị và lãnh thổ ở nước này. Điều này sẽ đẩy Libya và khu vực vào tình trạng bất ổn nghiêm trọng hơn. Bà Khoury cho biết thêm, người dân Libya thất vọng về tình hình hiện nay của đất nước bởi họ đã phải hứng chịu những mất mát mà bất ổn an ninh và chính trị gây ra cho cuộc sống của họ. Nhiều người lo sợ về nguy cơ bùng phát xung đột một lần nữa. Với 6,8 triệu dân, Libya đã phải vật lộn để phục hồi sau nhiều năm xung đột kể từ cuộc chính biến lật đổ tổng thống Muammar Gaddafi vào năm 2011. Quốc gia Bắc Phi này vẫn bị chia rẽ giữa một chính phủ được Liên Hợp Quốc công nhận, có trụ sở tại thủ đô Tripoli và một chính quyền đối địch ở miền đông được lực lượng quân đội của tướng Khalifa Haftar hậu thuẫn. Tình trạng tái diễn giao tranh hiện nay làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc xung đột rộng lớn hơn, đe dọa quá trình chuyển đổi chính trị do Liên Hợp Quốc bảo trợ và đẩy nước này vào tình trạng hỗn loạn nghiêm trọng hơn.